Chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học lập trình tại uctung.info. Ở bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn vấn đề nữa khi chúng ta làm việc với React Router là vấn đề về chuyển hướng redirect được chưa nào. Ví dụ khi chúng ta nhập đầy đủ dữ liệu trên form rồi, bấm submit thì tôi muốn là submit xong rồi thì sẽ chuyển qua trang chủ hoặc trang sản phẩm thì làm như thế nào? Được chưa nào? Thì ở trong đây và đương nhiên mà khi bạn chuyển trang ấy thì sẽ không có phải refresh trang lại. Được không nào? Thì ở trong cái React Router mình sẽ có cái hàng là redirect ở đây. Được chưa nào? Rồi, làm việc với nó thì bước nhất chúng ta cần tiến hành là import cái component redirect vào trong cái React Router DOM. Được ha? Rồi, copy cái này. Tôi vào RC nha bạn. Component rồi mình sẽ vào là tiếp tục vào contract ha, contract.js ở đây. Tôi import cái một cái nữa là redirect. Được chưa? Rồi. Tiếp tục mình xem thử sao nha. Thì nó đang sử dụng như sau. Nó sẽ có một cái là như vậy. Redirect from địa bàn to gì đó from. Rồi ok cái bên này. Tôi xem thử nha. Để đây. Hiện tại thấy rõ ràng là cái from này nè sẽ là một cái đường dẫn đúng không bạn? Đúng chứ nào? Đấy. Và nằm trong thằng render. Được chưa bạn? Nằm trong cái thằng là render. Được chưa nào? Rồi, ok, mình làm thử nha. Thế là mình xem thử này luôn. Tôi copy phần này. Để đây. Rồi, được chưa nào? Tôi start vào. Start vào. Được chưa bạn? Thì người ta ghi khá dài dòng. Rồi tôi thì đơn giản thôi, tôi không cần dài như vậy. Tôi chỉ cần một nội dung đơn giản là khi bấm thì sẽ chuyển qua trang nào đó, đúng không ạ? Để được dẫn vào, ví dụ như mình chuyển qua trang chủ và sẽ xuyệt xuống trang chủ như vậy thôi. Được chưa bạn? Thì đây mình sẽ có như sau. Mình sẽ có một cái là redirect to refer. Và khi ghi như vậy nè thì tôi không hiểu gì bạn. Hàng redirect to refer bên đây là gì? Đây là bằng true. Thì chạy như vậy, đúng không bạn? Rồi, thì muốn làm được tiếp tục thì như sau. Hiện tại chắc chắn cái này là display, đúng không bạn? Thì bây giờ tạm thời như sau ha. Tôi biết như vậy dễ hiểu hơn. Tôi sẽ tạo ra một cái là như vậy. Một cái nữa. Phải đây một cái redirect bằng cho địa bàn. Và đây như sau sẽ ghi là this chấm stay chấm y redirect. Vậy trong trường hợp này là thằng này đang show iPhone bạn. Đang là show đúng không nào? Khi bạn viết if như vậy nó sẽ tạo được, nó sẽ đồng nghĩa với bạn. Bạn đang là show. Đúng chứ nào? À, vậy bây giờ khi ghi như vậy thì chắc chắn điều là khi bạn vừa vào trang này liên hệ nó chuyển qua trang chủ liền mà thấy không nào? Bấm chuyển trang này. Đây nè, bấm chuyển trang này không bạn? Đấy. Vậy khi nào thì nó mới chuyển trang? Khi chúng ta bấm submit. Vậy bình thường có chuyển trang bạn, bình thường sẽ không chuyển trang. Vậy bình thường sẽ không chuyển trang. Bình thường sẽ không chuyển trang. Bấm liên hệ qua liên hệ. Bấm submit thì mới chuyển trang qua trang chủ đúng không bạn? Vậy bấm submit thì mới cho thằng y redirect này thành true. Phải đơn giản là phải cái nữa. Khi submit form được không bạn? Thì sẽ cho thằng y redirect của chúng ta, y redirect của chúng ta là true. Được chưa nào? Hiểu không đề không bạn? Hiểu ha? Rồi chị thử bạn coi nha. Rồi, bây giờ trường hợp để quay liên hệ bình thường vấn đề gì cả. Nhập vô form. Nhập vô form. Bấm submit. À đây là một cái gmail nha, gmail.com. Bấm submit chuyển trang nha. Submit chuyển trang mà thấy rõ ràng chưa nào? Và rõ ràng trang bạn không bị reload lại. Được ha. Đây là vấn đề của thằng redirect khi chúng ta làm việc với React Router. Nó khá đơn giản, đúng chứ nào? Nếu trường hợp mình đọc đây nó sẽ rất là dài dòng, khó hiểu. Được chưa? Thì mình có thể sử dụng áp dụng các ví dụ ngắn gọn này để làm lập của mình. Được ha. Rồi, hy vọng các bạn sẽ làm hoàn thành xong toàn bộ vấn đề của thằng router này. Được ha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở video sau.